Vâng, hello, em chào tất cả anh chị và con cô bác nha. Em Thành Bến Tre gửi lời chào. Lời đầu tiên em kính chúc toàn thể anh em nhiều sức khỏe nha. Thì em lên trên em một xe là Chevrolet Ru 2011, xe rất là đẹp anh chị. Cho nên giá tiền sẽ không được rẻ nha, nó chỉ là giá chung thôi. Đó, hiện tại thị trường bây giờ nếu mà 2011 xe đẹp bán 26, 27, 25, xe 66 bán 200 vẫn có. Xe này là nguyên zin không lỗi, chạy mấy chục ngàn anh chị, rất là đẹp. Biển số 60 Đồng Nai, xe ngay chủ, anh em nhìn rất là sáng xe đúng không? Bốn mâm bốn vỏ rất là mới luôn nè anh chị. Chất xe rồi, rất là ư là xuất sắc luôn anh chị nhìn nè ha. Đó, quăng sần đó nè, quăng cái quăng quăng dục viền đó nè anh chị ha. Nó gần luốc nó hẳng 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 bồng luôn anh chị không? Gầm về máy về rất là đẹp luôn nè anh chị. Xuất sắc chưa? Bốn mâm bốn vỏ rất là đẹp luôn nè anh chị. Đó. Vỏ mỏng mới tinh, bốn vỏ mới, anh em mua về tiết kiệm được 10 triệu. Phom dáng nó đẹp anh chị ha. Rất là mới. Xe này để cho anh chị mình 250 triệu, xe ngay chủ anh em nào muốn rút hồ sơ, rút ủy quyền, ủy quyền. Anh em nhìn nè, bách cửa nè, rất là bóng luôn ha. Dàn ghế da zin tới giờ luôn, nhăn nheo đã không? Đó, heo 5 tháng, túp lô túp ly rất là đẹp, xuất sắc. Sàn bọng ngon lành luôn anh chị, sàn này là sàn zin của xe tới giờ luôn này nha. Sàn zin của xe, bách cửa bản lề, bon điện anh chị. Lâu lâu mua được xe đẹp quay cho anh em mình xem. Thì em cũng còn hai xe màu đen thì nó không bằng, em để anh em có 2.4 thôi. Đó, xe này màu bạc đẹp hơn, em để anh em 2.5. Còn anh em thích màu trắng thì tí xíu xong xe này em quay xe màu trắng cho anh em mình xem ha. Keo chỉ đủ 100%, xe không lỗi nhỏ nha. Bao thợ thầy coi xe, lái xe chạy thử luôn. Rất là đẹp anh chị ha. Chủ nhân sợ mất cái miếng này người ta dán keo lên luôn anh chị ha. Để sợ trầy cái này người ta dán keo được, anh em biết xe người ta chạy kỹ chỗ nào rồi không? Keo chỉ 100% không thiếu gì luôn, bon điện trong, bon điện ngoài. Dàn ghế da còn rất là ư là mới luôn nè anh chị không? Đó. Vô lăng có túi khí luôn nè anh chị ha. Chất lượng vô lăng đẹp tuyệt đối luôn. Màn hình theo xe anh chị ha. Anh em nào muốn lấy màn Android tầm khoảng 4-5 triệu. Số là số sàn. Đó. Còn rất là mới, tích lô tích ly anh chị nhìn nè ha. Chất lượng không? Trần nó riêng luôn, trần nó riêng tới giờ luôn nè anh chị. Khích ha. Đẹp ha. Chìa khóa riêng theo xe. Xe chạy mới 85.000 cây thôi. Máy số gầm chạy cực kỳ chất lượng. Màn hình riêng kem lắc luôn nè anh chị ha. Ở đây là sẽ được trang bị thêm túi khí này nữa nè. Đó. Chất xe rất là xuất sắc. Anh em nhìn cái thắng tay nữa nè, còn rất là mới đúng không? Đó. Rất là xuất sắc luôn. Chạy 85.000 cây và xe không báo một lỗi nhỏ nào luôn ha anh chị ha. Máy cực kỳ êm anh chị ha, còn rất là chất lượng nha. Để em quay cái capo cho anh em xem và quay cái gầm nữa anh chị ha. Gầm 10 điểm luôn anh chị ha. Cái máy nổ cực kỳ êm. 4 mâm 4 vỏ mới như nhau anh chị nha. Đó. Đăng kiểm vào tới cuối năm nay mới hết kiểm anh chị, tới tháng 11 mới hết kiểm nha. Sơn si thì khỏi phải chê, còn quá đẹp. Quay phần máy cho nên mình xem nè. Đó, máy móc anh chị nhìn nè ha, máy ETS 2 ha. Không một miếng hơi miếng khói luôn nha anh chị nha. Máy thì nó quá êm anh chị, máy này khỏi phải chê. Dòng này thì động cơ máy có 1.6. Động cơ máy 1.6 nên rất là tiết kiệm nhiên liệu, 100 cây dòng này chạy tầm khoảng 7 lít 7 lít rưỡi anh chị ha. Anh chị nhìn cái keo chỉ phục ha, còn rất là mới. Cabo là anh chị ha, keo chỉ 100%. Bạc riêng theo xe, bon điện ha. Rất là chất lượng, xe này là bao xài luôn anh chị ha. Ủa phục ha. Mặt máy nè anh chị, sáng giới luôn anh chị ha. Rất là xuất sắc. 10 điểm luôn anh chị ha. Cờ ru em còn nhiều lắm anh chị, số sàn số động còn nhiều lắm. Em này là bản lỡ ớt anh chị ha. Lỡ ớt máy 1.6. Rồi ra đây quay cho anh mình nè. Em xe ngoài đây. Hiếu vô tắt máy xe cho Hiếu. Quay cho đây mình xe màu màu trắng với màu đen luôn nè cho anh chị mình cập nhật. Màu trắng 2013 thì xe này thì để cho anh chị mình 265 màu trắng, màu đen 2011 để cho anh chị mình 240. Đó. Anh chị thích xe nào thì liên hệ cho em luôn. Đó, rất ư là xuất sắc luôn anh chị nha. Còn rất là nhiều dòng xe đang chờ anh chị em mình ha. Hồi sáng có làm một cái clip cập nhật rồi đó, anh em cứ lên YouTube Thành Bến Tre mà xem nha. Rất là nhiều dòng xe đang chờ anh chị mình ha. Anh chị mình thấy thích xe nào thì cứ liên hệ cho em Thành qua số là 0866 6789 71 để nhân viên tư vấn bán hàng. Số của em thì anh em mình có chào xe hay có giới thiệu để mua xe thì inbox trực tiếp qua Zalo. Số chính của em là 0397 026 935. Em này là tự động cửa sổ trời, em này bán 342 anh chị ha, màu đen số tự động 342 triệu. Rồi ok, chào anh em nha. Anh em nào xem được xe nào ủng hộ em cảm ơn và chúc cho anh em nhiều sức khỏe. Anh em đừng quên bấm follow kênh để cập nhật nhiều video hơn nha.